Chí Tùng, tờ 352. M là lôi kiếp, là đang rèn luyện tiểu kim cương. Thì ra là như thế. Đạo lôi đình này chính là mấu chốt để thạch thú thăng cấp. Con muốn lôi kéo ta cùng gánh vác lôi kiếp này. Thạch thú có thể vượt qua hay không? Ta không rõ lắm. Nhưng mà ta một chút nắm chắc cũng không có. Giữa thiên nghi đang tới gọn. Thì vỗ ngược lại trở nên càng bình hẳn hơn. Sức mạnh dân trào trong bình mẫu kia, ngay cách ta cũng nhận ra. Lôi kiếp, kiếm cán quyền. Hạo Thiên viết, kiếm thập tam. Kiếm ý này đồng thuộc di vị. Trong cơ thể đã bắt đầu xuất hiện phản vệ kịch liệt rồi. Nhưng lúc này, nhất định phải giết hắn trước. Không để ý thân thể cắn trả cũng muốn giết ta chứ sao? Ngươi rất mạnh, nhưng mà muốn giết ta còn chưa đủ. Mà ta làm sao mà không muốn giết chết người chưa? Trong giới thần bì, tiêu ngộ, chuyện hoàn toàn chuyển toàn bộ hồn lực cho ta. Ngồi đi rồi sao? Cho dù là tất cả đều cho người thì cũng không đối phó được với hắn. Chỉ cần làm theo ta thôi. Lần này tôi sẽ xin lỗi nhà, sau đó thì ta sẽ bồi thường lại cho người. Người bồi thường cái trứng, tiền khốn người, khiêu khích. Người ta là kém cỏi, cái đồ kỳ chó. Đồ hèn nhát, đồ đầu búa, người nhà cái đồ thúi tha. Tiêu bờ cà, pháo sườn, tên ác quỷ, chết tiệt mà. Ừ? Nhiều tiếng địa phương như vậy. Vậy rồi, đừng mắng nữa. Tiêu Ngô, nếu như mà ta chết thì giới thần bi này cùng vô chủ. Ngươi sẽ trôi nổi trong hư không vô tận năm tháng. Trong sinh mệnh dài dật dật này của người thì chịu thiệt vài năm với ta còn gì phải tính toán chi li. Hạo Thiên kiếm viết, ai chết ai sống, một chiếu định. Sơn Hà đỉnh. Đỉnh trấn Sơn Hà. Lại là cổ văn màu vàng. Kiếm thập nhất. Mặc kệ kiếm bao nhiêu đi chăng nữa, thì ta không tin ngươi có thể bổ Sơn Hà đỉnh này. Vô khả ám ấu. Dứt. Uy lực vô cùng vô tận của đỉnh này căn bản không phải là huyền khí cấp 9 bình thường. Mà nếu không, tuyệt đối không có khả năng được ăn nuốt kiếm hoàng của vị hoàng kiếm ta. Ngu ngốc. Muốn chết sao? Kế một chút. Thiếu một chút nữa là có thể hoàn toàn diệt sát vũ rồi. Dân tiêu, dân thiếu. Vũ, vũ à, tương đại nhân. Liễu Vân Tiêu không diệt, hậu hỏa vô lượng. Trưa tiền mặc kệ những thứ này an tâm, chưa thường đi, vũ. Vũ ngân tụ tổ mạch rồi. Nếu như đại đỉnh màu tím vừa rồi lộ ra thực sự là thanh khí, thì như vậy tiêu tử này là người liền hai kiện thanh khí. Đây tuyệt đối là một đêm xấu nghịch thiền. Xem ra, lúc ấy ta bị Lý Vân Tiêu đã thường, thật sự không oan uổng. Hiện tại bên chúng ta còn có thể đánh được, còn chỉ có hai người, giật cùng với đang dược trạch đi. Mà nếu như lại tổn hại, đừng nói là yêu nghiền tìm kiếm thuyền nạc á, mà có thể sống sót hoàn chỉnh dưới công kích của người khác. Đều là không thờ hội lớn. Thường huynh, là chiến hay lui là?
Phía trên có một con yêu thú cấp 8 đang bay về phía chúng ta. Vân thiếu, ngươi thế nào? Hắn đã bị thương hồn lực, chỉ cần thân thể còn sao thì tu luyện có thể khôi phục. Thanh La đại nhân, bầu trời dường như lại xảy ra chuyện gì vậy? Lên xà điều chiến cánh, một trong hai yêu thú cấp 9 trên yêu nguyên. Thanh La đại nhân, trên lưng yêu thú kia hình như là có một người. Trên lưng yêu thú cấp 8 sao lại có người? Chẳng lẽ là thuần thú sư? Thuần thú sư? Lẽ nào? Là Thẩm Phong, đoàn trưởng đoàn lính anh thừa Thẩm Phong. Đoàn trưởng lính anh thừa tiến tới người mạnh nhất. Ngụy Tiếu rồi. Vũ tiên sinh, ngươi bị thương rồi. Trời giúp ta mà, không ngờ ngươi tự mình thuần phục linh xà cẩu sĩ điệu. Thẩm Phong giúp ta. À đương nhiên rồi, ta cũng có chuyện cần tiên sinh trợ lực. Chỗ này giao cho tôi. Trong đó có một có một người tên là Lý Vân Tiêu. nhất định phải giết chết, tuyệt đối không thể giữ lại. Mưa, đừng kích động. Như ý nguyện của người. Đến rồi, bọn ta là người của Thiên Nhật Các. Người dám giết bọn ta, đại lục thiên võ sẽ không còn chỗ dùng thân của người. Vân thiếu, bây giờ phải làm sao? Vân thiếu à, mau tránh ra. Yên tâm. Lần này lại có cơ duyên tương trợ rồi. Lý Vân Tiêu, bớt làm vẻ đi. Đáng chết mà. Nếu như không phải phát hiện ra sự tồn tại của ta, thì sao ngươi có thể điềm tĩnh như vậy? Kim tiền bán. Lý Vân Tiêu, ta thực sự là muốn vỗ chết cái gương mặt mà khiến cho người ta buồn nôn này. Tiền vô địch. Thiếu chủ kiếm tiền bàn tiền vô địch. À, vậy ngươi làm đi. Hoàn toàn thành một người khác rồi. Đại nhân kiếm tiền bạc tuyệt đối đừng có nghe tiểu tử nói linh tinh. Ân tình ra tay lúc nãy muôn đời không quên. Mời Trường Hàm chiếc đại nhân đánh lùi cường địch, nhất định là có hậu báo. Lý Vân Tiêu này, lại không nỡ mà ta. Lý Vân Tiêu, nếu như ta đoán không lầm thì bây giờ chắc là ngươi hồn lực bị tổn hại. Ta giúp ngươi đánh lùi quân địch, ban cho ngươi một cây thiên hồn thảo, đổi một vật trên người của ngươi thế nào? Cậu dài linh dược thiên hồn thảo, lộ thiên tài đi bảo bổ truyền nuôi dưỡng linh hồn này, thì cho dù là cậu giai vò đế cũng rất hiếm có, giá trị cao khó đo được. Thì ra thứ mà tiền vô địch muốn. Nghe, ta hiểu rồi. Thứ này nói về giá trị không bằng thiên hồn thảo. Bất luận là gì, mau đồng ý với hắn. Nhưng mà bây giờ hình như có hai hội thường mình sắp mở ra. Thứ đó lại có giá trị liên thành. Nói chuyện với người thông minh đã tổn sức. Lần này ta đến yêu nguyện. Một là vì thuyền nặc á đó. Chuyện thứ hai chính là đến tìm người. Nếu như ngươi đã đoán được thứ mà ta muốn, thì không cần phải nói ra nữa. Để tránh người ta nhìn ngó. Chỉ cần nói một câu đổi hay không. À công tử, nếu như trên người của tiểu tử này có thứ mà người muốn, thì lóc phụ xuống lấy là được rồi. Lấy được là được. Ngươi tự xử xem mình là công hành à. Có tin bây giờ ta ném cho người được tiếp hay không? Ta nghĩ nếu như hắn có thể lấy được cái thứ đó, thì chắc chắn công sẽ rất vui. Hả? À không được, à, mau trả lời ta. Nè, ngươi kìm âm hiểm như vậy làm cái gì chứ? Đồng ý hay không thì cho ta một câu dứt khoát. Bây giờ tiền vô địch đã bước vào cảnh giới võ tình. Nếu như mà uống đào quả, lĩnh ngộ quy tắc võ ý của thất túc cảnh, vậy thì rất nhanh có thể xông vào võ hoàng đỉnh phòng. À người, à mau đồng ý đi. Vả lại, đừng có đỡ đớ vận của kim tiền bàn trong khoảng thời gian ngắn. Đỡ hắn xung kích võ tuồng, khả năng là rất lớn. Đặc biệt là tiền đề của hai hội thường mình, đào quả thực thất túc võ ý này, hiển nhiên là rất quan trọng. Nè nè, nếu như không giao dịch thì giờ chúng ta đi. À đừng đi, đồng ý với hắn.
Nhưng mà phải đuổi 3 cây thiên hồn thảo cộng thêm 1 tỷ trung thạch nguyên phẩm. Này đi, Lý Vân Tiêu, ngươi đừng chọc giận Kim Tiền Bạc chứ, bỏ lại chúng ta là chết chắc đấy. Mò nó rốt cuộc là thứ gì vậy, lại dám câu giá như vậy? Lý Vân Tiêu à, ngươi đừng quá đáng quá. Công tử vô địch nhận nghĩa vô sông, nghĩa bạc Vân Thiện mới ra tay cứu mọi người. Từ đó của người còn không 2 tỷ đem dâng lên cho công tử vô địch, lại còn trả giá. Quỳ mở ra, giá không có đạo lý thì khiến cho người ta chạnh lòng. Cộng thêm bà Tám này im miệng. Đã chi trả một phần, còn lại quá nhiều. Thế đó con người nếu như là một ngày thường thì vốn không bằng một cây thiên hồn thảo. Huống chi thiên hồn thảo này là cả giới tiền võ cũng chưa chắc là hơn 10 cây. Còn với nguyên thạch thì có thể cho người 100 triệu trung phẩm nguyên thạch. Lúc này khác với lúc đó, cái thứ đó thì ngày thường đương nhiên là không bằng thiên hồn thảo. Nhưng mà bây giờ ta tin lúc này mang đến thành tổng nghiệt dường đầu giá, ít nhất có thể gấp đôi số báo giá của ta. Lý Vân Tiêu, giá mà người muốn ta cho, thứ đó cho ta đi. Thì không biết là vật gì, nhưng mà nhất định là cái thứ có thể nghịch thiền, nghịch chuyển tỷ thí hai hội thường mình. Nếu như không thì tiền vô địch sẽ không nhẫn nhịn gì thì như vậy. Đồ kiếp, chỗ này không có chuyện của người. Rồi tốt, bây giờ bắt đầu đấu giá hà, người đã giá cao là được rồi. Lý Vân Tiêu, hệt cạch thị trường kinh tế mua bán tự do mà, người đừng có quên ta vừa mới cứu ngươi một mạng đấy. Lý Vân Tiêu à, thứ đó cho ta, hôm nay ta sẽ thả cho ngươi một mạng. Càng lúc càng cảm thấy không ổn, mỗi lần Lý Vân Tiêu rơi vào tuyệt cảnh đều có thể khởi tử hồi sinh, và lại hình thế tình thế hình như có chút không ngừng phát triển cục diện có lợi cho hắn. Giết Lý Vân Tiêu quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Thẩm Phong à, mau giết Lý Vân Tiêu. Thôi được, đại nhân Trương Hàm chiếc cổ hắn. Dạ. Đứng lại, mận cái tư tử này Kim Thiền Bang muốn ta giữ chắc rồi. Lão già còn bị sống chết, lão tử thường mình cũng không đỡ trong mắt. Lý Vân Tiêu còn gì đang suy nghĩ, thiên hồn thảo chỉ có một cây, cho dù ta muốn cho người ba cây cũng không cho được. Ngoài ra 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch ta có thể cho người, nhưng mà còn thời gian nhất định phải gộp mới được. Ai già tin mừng lớn này nhà, không có nhân hồn thảo như vậy. Vậy thì 2 tỷ trung phẩm nguyên thạch đi hả? Chưa từng thấy người lại mặt dày vô sĩ chứ vậy. Tin mừng lớn nhà, giá mới nhất đây, một cây thiên hồn thảo còn tầm 2 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Còn tầm 200 triệu, 1,2 tỷ trung phẩm nguyên thạch, thêm 1 đồng cũng không được. Nói như người không đổi, đừng nói bọn rác rưởi có tức cực môn này, ta cũng sẽ giết ngươi ngay. Được, nhưng mà sau khi trao đổi, ta có thể đảm bảo an toàn của ta. Thật ra thì hai ta cùng sống chết, sớm đã là chiến hữu thân mật. Từ đó, nếu như người muốn một tiếng là được rồi, còn lấy cái thứ đó đuổi, hồi khách sáo rồi. Đoàn lấy, ném qua đây một cách tùy ý như vậy. Xác nhận rồi. Chính là thức túc đạo quỷ chỉ ý. Tại sao đạo quả lấy được từ chỗ quán cũng không vui nổi gì ta? Trong đây có một cây thiên hồn thảo, còn có 100 triệu trung phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch còn lại thì sau này mới cho. Trên người của ta không có nhiều như vậy. Tuy phạm cho có khiếm khuyết, nhưng mà đúng là cỡ dài thiên hồn thảo. Tiêu Quỳnh đã ta nhé, xin hãy hộ pháp cho ta. Nếu đã đồng ý bảo vệ người, chu toàn, thì đương nhiên không thành vấn đề. Vả lại cái gương mặt này của người ta đích thần in ấn lên đó gì lời đó. Chẳng lẽ giờ tiểu tử này muốn ăn linh thảo? Nếu như linh thảo này thực sự có thể phát huy ra được một nửa dược lực, thì e rằng tiểu tử này sẽ chết ngay nhỉ. Với tư vi của tiểu tử này, trực tiếp ăn chắc chắn là sẽ nổi chết. Cũng tốt, đỡ phải đích thần ta phải ra tay. Người thực sự muốn ăn ư? Không được đâu. Thật sự sẽ nổi chết đấy tiểu tử à. Mọi người nói có lý. Vậy thì ta sẽ trải nghiệm một chuyến du lịch bao thể đi ha. Chấm với lẩu là tuyệt vời nhất.
Mật thấy tòa nhà không sập, lần này lại không giết được Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu rốt cuộc là cho tiền vô địch cái gì? Sao mà không đưa cho ta? Đừng quên, hai hội thường mình cũng sắp bắt đầu rồi. Ngươi còn có tâm tình đi dạo trên thiên nhiên này. Sự huynh đệ này thật sự là bội phục. Không biết là đường tam lão đệ như thế nào rồi? Có thể cho Tứ Cần Môn phóng hào quang. Đường Tấm, cố ý ư? Chứa tiệt mà Lý Vân Tiêu. Tên cặn bã Đường Tâm kia cũng xứng đại biểu cho Tứ Cực Môn. Ở lại đây không còn ý nghĩa gì nữa. Đường công tử đi thôi. Cuối cùng. Vân Thiếu. Đáng tiếc Linh Dược cấp 9 kia thân từ hắn sơ là xì nổ tùng. Công tử à, không bằng giữ lại một ít người ở đây, chúng ta tiếp tục đuổi theo Tứ Cực Môn. Vân Thiếu, cái chuyện gì vậy? Đuổi theo Tứ Cường Môn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự tin có tiền nặc á à? Nếu như mà tin tức dù có một chút xíu xác thực thôi, thì đã sớm không phải là chiến trường cho những người như chúng ta nữa rồi. À thì ra là thế. Ta cũng muốn bế quan nuốt cái thứ kia. Nếu như ngươi tản toàn bộ ra canh gái trong phạm vi 5 dặm, thì ai dám tới gần với công ta? Tất cả tản ra. Cảnh gác. Hắn không nổ được. Dược lực của linh thảo cấp 9 cắn trả cực kỳ thông khổ là hiện tượng bình thường. Nhưng mà thân thể của kinh mạch của hắn có hạn, dược lực cũng không thể hoàn toàn phát huy ra. Cho nên chủ yếu là chính là thông khổ. Chịu qua là được rồi. Vậy thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân Vân Thiếu. Mọi người cũng điều tức một chút xíu. Phía sau, còn không biết là có cực khổ gì đang chờ chúng ta. Trải qua chuyện vừa rồi thì Diệp Phạm Lâm Nguy không trốn, mà hiên ngang lắm liệt. Hình tựa trong lòng lãnh đạo Thánh Hỏa Điện đã hoàn toàn dựng lên. Quả nhiên là hiện thiên hồn thảo, nhân gian chí phẩm tư hồn chi vật. Thì từ người thực sự là có cái loại may mắn, lợi vật này cũng có thể đưa vật. Có người đưa tới. Thì từ người chịu đựng một chút đi. Tận lực kích phát càng nhiều dược lực thì người tốt ta cũng tốt. Chịu khổ chính là ta, được lợi chính là người. Trên đời này không có chuyện gì lợi hơn cho người sau. Phục hồi hoàn toàn. Bây giờ linh hồn của ta, người và liên kết với nhau rồi. Có phúc thì cùng hưởng, có họa thì người chịu. Hơn nữa chỉ là chịu đựng thời gian khổ mới có thể thành người. Dược lực này ngươi ít nhất cũng phải hấp thụ tính 20-30% mới xứng đáng danh hiệu của Cổ Phi Dương. Ôi gió! Chức dược lực này như vậy, liền đầu đớn như vậy sao? Thật vô dụng. Thì tự, ngươi chẳng lẽ là muốn kích phát toàn bộ lực lượng dược liệu này ra? Bá thể chí cường con người là có thể chống đỡ, nhưng mà tu vi thì sao? Chỉ có cấp độ võ tông mà thôi, ngươi lại đang đùa với lửa. Đây là một loại bí thuật, lấy đan điền làm đỉnh để rèn luyện dược lực. Có thể phát huy ra được dược tính ở mức độ lớn nhất, nhưng mức độ nguy hiểm rất cao. Một khi không chế không tốt thì đan điền nghiền nát, liền thực sự nổ tung rồi. Nè nè nè, ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi, người ngàn vạn lần đừng có cho là thật. Còn gì đánh cược như thế chứ, thắng nhiều nhất thì thăng cấp. Nhưng mà nếu như thất bại, liền triệt đỡ tiêu thần. Huống hồ nếu như người chết thì con phải tha cho ta chứ. Mầu theo ta luyện. Ít nói nhảm đi. Ta đã thuộc liên sự cấp 9 đi. Thiên hồn thảo quý như thế sao có thể lãng phí chứ. Hôm nay lấy thân làm lò, lợi dụng toàn bộ gốc linh thảo này. Người điên rồi. Hồi gió. À đi rồi. Ta cũng liều mạng vậy. Hồn thảo đơn thuần, xem ta hấp thu ngươi. Giờ thiếu thì chủ đừng động tới hắn. Thân thời Lý Vân Tiêu đích xác cường đại hơn võ tổng bình thường không ít. Đốn chừng sẽ là vì nguyên nhân này mà khiến cho dược lực kích phát rất nhiều. Nhìn bộ dạng thống cổ này của hắn, dược lượng này ít nhất cũng phải là thành một thành rồi. Linh dược cấp 9, một dược thành lực sao? Dược lực ở trình độ này cho dù là võ hoàng ta, muốn chịu đựng thì cũng hết sức vất vả.
Dựa vào thân thể Vũ Tông có thể chịu đựng được dược lực một thần linh dược cấp 9 mà không chết, cũng là kỳ tài rồi. Tì tử, ngươi thật là giỏi, dược lực đã luyện ra một nửa. Qua sàn khói mà, ta đã hoàn toàn hồi phục rồi. Tì tử, ngươi sẽ không tự sự ép dược lực toàn bộ ra chưa? Với trạng thái hiện tại của chúng ta, căn bản không hấp thu được nhiều như vậy. Ngươi cũng quá coi trọng ta rồi. Chứ dù là thực luyện sự cấp 9 thì cũng không dám nói là có thể phát huy ra toàn bộ dược liệu. Hơn nữa, ta rèn luyện thân thể có thể ra thất thành, liền đỉnh thiên rồi. Thất thành cũng rất nghịch thiệt. Hiện tại lại thi triển ra một bí kỹ dung hợp bí kỹ. Tranh thủ đôi hồn lực của người trực tiếp tăng lên tới cấp 6 đỉnh phòng. Cấp 6 đỉnh phòng sao? Cấp 6 đỉnh phòng. Chỉ còn chế một chút. Ở vườn thiếu thế nào rồi? Một gốc thiên hồn thảo lại có thể cho ta bước vào cấp 6 là cũng đã đủ rồi. Chứ vì đợi lâu rồi. Người muốn nuốt một gốc linh thảo cấp 9, vậy mà thậm chí còn không thăng một cấp sao? Quả nhiên là lãng phí tới cực điểm rồi. Hắn cũng ra rồi. Xem ra ngay cái dược lực của ngươi cũng không dùng tới. Linh thảo cấp 9 thì linh khí mạnh mẽ, chứ dù là thôn phờ nửa thành thôi cũng đủ để thăng cấp lên một sao rồi. Người thế nào rồi? Tuy là hắn ta vẫn là tu vị nhất tinh võ hoàng, nhưng mọi khí chất cũng xảy ra thay đổi rất lớn. Có lĩnh ngộ toàn bộ vào ý thức túc cảnh không? Thì ra thiêu chủ trao đổi cùng với Lý Vân Tiểu chính là thất túc đạo quả. Thời khắc mấu chốt như vậy, khó tránh tiêu tư này lại đưa ra cái giá trên trời, thiêu chủ cũng có thể tiếp nhận. Người mang theo đạo quả cơ này mà còn ăn đạo quả cấp đế của ta. Cái này ngươi không còn bận tâm, nhưng mà ta ngược lại rất mong chờ gặp người ở Dương Thành. Nên như ta đoán không sai thì ngươi dự định đại biểu Thiên Nguyên Thượng hội ra sân. Rất tốt. Đến lúc đó thì ta sẽ xác minh lời nói hôm nay, khắc đứa dậy lên mặt của người. À tốt, không bệnh chúng ta đánh cược hả? 1 tỷ nguyên thạch trùng phẩm thế nào? Đến lúc đó ngươi chết ở trong tay ta thì ta tìm ai mà lấy nguyên thạch? Thì thôi thì thật là dám mở miệng mà. Đừng có quên, ngươi còn nợ ta 1 tỷ. Nên như ta thua thì ngươi không cần phải trả lại. Còn tự à, dựa vào thực lực của người có gì không được? Lúc ấy trong tù di sợ Lý Vân Tiều tu vi vi võ vườn, lại có thể có thực lực ngang với võ hoàng. Nên như hắn ta đã đánh sâu vào chiến lược của tam tinh võ tổng, thì chiến lược căn bản là một ẩn số. Được rồi, tôi liền đáp ứng người, cơ 1 tỷ nguyên thạch trùng phẩm. Huệ tuyệt quá nhà một lời đế đỉnh. Cắn câu rồi. Hàng thực sự là chuyên lừa gạt thương minh mà. Ngươi lại cười đỡ tiện cái gì? Đã trở thành thịt mỡ trong mắt của Lý Vân Tiều. Vô địch công tử à, rất mong chờ. Nghe nói hai viện công pháp mạnh nhất của Kim Tiền Bàn chia làm Diệu Nhật Bảo Quyển cùng với Phá Nguyệt Bảo Quyển. Nằm đó thúc thúc của người, tiền thì không lai dựa vào. Hai viện bảo điển xếp hạng 22 trên bảng thiên phòng địa phòng văn bản, thiên hạ kinh ngưỡng. Có thể học được Diệu Nhật và Phá Nguyệt Bảo Quyển thì chỉ có hai Không Lai Đại Nhân. Năm đó Không Lai Đại Nhân năm đó mang theo trên người Phá Nguyệt Bảo Quyển. Hơn nữa nghe nói bị người đoạt đi rồi. À đó. Ai thất đức như vậy chứ? Có vũ khí của vũ bảo của người ta vậy? Người đột bảo quyển kia thúc phụ chưa được gặp tới, có lẽ là hắn muốn tự mình đột lại. Nào có dễ dàng như vậy. Có thể cướp đồ từ trong tay của Không Lai Đại Nhân, ít nhất cũng phải là tồn tại trong top 20 phong vân bản gì đó. Ôi nói hơi xa, tóm lại thì công tử vô địch nhớ nhất định phải tới đến nhà. Vân Thiếu, nhất định là cảm ứng của Diệp Phàm đã trở nên rõ ràng. Chính là hương đó, thiên lực á đã xuất thế rồi. Những con chuột này cổ quái đi cũng cổ quái luôn, ác hẳn là có nguyên nhân. Mọi người có hứng thú đi xem không? Hay không đi nữa, ta đột nhiên nhớ tới trong tổng môn còn có chuyện rất quan trọng cần phải xử lý cáo từ. Núi không chuyện nước chuyện, như chư vị sau này gặp lại. Người nghĩ kỹ rồi, thật sự không đi cùng với chúng ta sao?
Nghe kỹ rồi chúng ta cảm thấy là chúng ta vẫn từ biệt như vậy đi. Ý tốt của vườn thiếu chúng ta tấm lĩnh. Đã như vậy thành là đại nhân, có thể cho ta mượn chiếc ảm u minh này không? Lý Thiên Minh, ở Vân Tiêu, người cho rằng chiến hạm này là cái bác cải hay sao? Nói mượn là mượn, bạn nhớ có tổn hại thì ngươi bồi thường thế nào? Vô Địch Quỳnh, ta muốn mượn chiếc hạm của các ngươi dùng, có thể giúp một chuyện hay không? Chiến hạm của người ta, ta có cách gì? Ta cũng đột nhiên nhớ tới trong tàu môn của ta cũng có chuyện rất quan trọng, phải xử lý cáo từ. Núi không chuyện nước chuyện, chư vị sau này gặp lại. Báo trọng. Niềm tình cùng với mọi người đồng cam cộng khổ lâu như vậy, mượn các người chứ tiên nhau một chút. Vậy sau này sẽ gặp lại. Mọi người bảo trọng, hy vọng lúc tới Dương Thành thì còn có thể gặp lại. Dương Thành thì chúng ta nhất định sẽ đi. Ngươi vẫn nên chăm sóc tốt cho bản thân, vẫn là ít người thì tốt hơn. Vương Thiếu, bọn họ rời đi không phải tốt hơn sao? Chúng ta có thể làm một mình. Lúc hấp thụ thiên hồn thảo thì hồn lực lập tức vọt tới đỉnh cao, mới cảm giác được trong chiến hạm thì ra có cao thủ ẩn nấp. Vừa rồi ta cũng cố gắng giữ lại một chút hy vọng là những người ẩn nấp kia không có quá nhiều ác ý, chi bận thành là bọn họ có lẽ gặp nguy hiểm. Thì ra Diệp Phàm, ngươi cảm nhận được khí tức của thiên nực á rồi chưa? À đúng rồi, ta cảm thấy một loại triệu hoán thiên nực á đang triệu hoán ta. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Dân Thiếu, thiên nực á nhất định là phía trước, cảm giác càng nghi càng mạnh. Hơn nữa thì đường kiếp có được dương thuộc, sợ là cũng đã cảm nhận được rồi. Đường kiếp nhất định là ở chỗ thiên nực á xuất hiện, chờ người mang âm thừa xuất hiện. Có bọn họ phía trước mà được thì chúng ta cũng bớt được không ít gì thôi. Giờ phút này chiến hạm một mình của thiên nhật cát cũng chưa trở lại thương hội. Thật là tham lam, lập tức bổ sung nhiều như vậy, cấp 9 còn bao xa. Đại sư huynh, hồn nô hình như sắp thần cấp 9 rồi. Đệ tử dưới vò đớ của Phở Hồn Tông, rất ít hồn nô có thể thăng cấp đến cửu giai. Nguyên nhân vẫn bởi vì đối với hành vi áp tụ cô hồn phách làm hạn chế cực lớn, cũng là tránh cho tầng môn trở thành cái đích cho mọi người nhỉ. Không ngờ khi ra ngoài một chuyến thì lại nhận được lợi ích lớn tới như vậy. Thiên Hòa chậm dứt, hình như còn thiếu chút nữa, không đủ. Đại sư huynh không cần lo lắng, trên yên nguyên còn có nhiều cường giả như vậy, lại bắt từ hai võ tụ thì nhất định có thể đạt tới cấp độ thông thường. Đúng vậy, người nói đúng sư đệ. Còn có hai vị võ tụ thì hắn định là không thành vấn đề. Hả? Ây da, cái đại sư huynh làm cái gì vậy? Hai vị sư đệ đừng sợ, đã đủ rồi. Hôm nay sắp tiến hóa thành công rồi, ta thực sự không đợi được nữa. Hai vị sư đệ, đồ vật trên người có hai người này cùng với võ hồn nộ thuộc về các người. Chuyện vừa rồi ta tin trí nhớ của hai vị sẽ không tục lắm. Hai vị sư đệ thiên phú hơn người, tiền đồ vô lượng, không ngờ lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ liền chết ở trong tay của địch nhân. Hai vị sư đệ coi như là chết có ý nghĩa. Trường tà hắn là hoa bị thường thanh sức mạnh, dưới sự dẫn dắt của đời sự huynh hoàn thành nhiệm vụ. Cái này là đúng rồi, nói rất đúng. Quả nhiên thần cấp. Không sai, hồn nô một khi thần cấp 9 sẽ sinh ra linh trí của mình. Bộ dáng hung mãnh của vợ chủ người ta rất thích. Nhưng mà hồn nô mãi mãi vẫn là hồn nô. Nếu đã là nô lệ của ta
thì phải giữ bổn phận của mình cho thật tốt. Bây giờ đã hiểu rồi sao? Chúc mừng đại sư huynh đã luyện thành hồn nô cấp 9. Sau khi trở lại, tông môn có thể thăng chức cấp trưởng lão. Sau này các người chuyên tâm đi theo ta, ta sẽ không vạc đãi các người. Hồn nô này vừa đạt tới cấp 9 còn rất yếu, cũng cần lượng lớn thuốc bổ để tầm bổ. Yêu nguyên này quả thực chính là thiên đường mà. Vốn tưởng rằng hát đạt tới hồn nô cấp 9 thì đến phiền chúng ta thoải mái, kết quả hát còn nô rất yếu cần bồi dưỡng. Có vẻ như chúng ta chỉ có thể kiếm được mấy cái thứ cặn bã. Đại sư huynh, bây giờ chúng ta đuổi theo kiếm tiền bạc hay là đuổi theo mấy cái con cá lọt lưới từ chiến hạm U Minh? Đuổi theo cá lọt lưới thì trên người thi tử kia có rất nhiều bảo bối, đặc biệt là kiện từ đỉnh kia đã vượt qua hiểu biết của ta đối với huyền khí cấp 9, ít nhất cũng phải là huyền khí cấp 9 đỉnh phòng. Hả? Cấp 9 đỉnh cao ư? Loại vật truyền thuyết này trong tông môn của chúng ta nghe nói chỉ có tông chủ mới có. Ngoại trừ từ đỉnh ra thì các người cũng nhìn thấy còn có không ít bảo bối của tất cả đều thuộc về các người. Chỉ còn trung thành đi theo ta, ta tuyệt đối chứ không bạc đãi các người. Đã ta đại sư huynh. Đi thôi, chờ cướp lấy bảo vật sẽ tụ toàn bộ những người tử cực môn. Sau khi trở lại tông môn, ta cũng có thể có một vị trí trưởng lão. Mà hồn nô các người cũng có thể luyện tới cấp 8 định phòng, phong mệnh tốt hơn ta. Dân. Xem ra, tiến vào yêu nguyện ngoại thường trừ thường mình thì bất vợ cũng có không ít thế lực nghề ngóng tin mà đồng, nhưng mà đa số đã chết hết rồi. Phía trước rốt cuộc là như nào? Loại linh khí cấp độ này đủ để cho một thế lực lập không nhỏ thành lập một phái. Nơi này như là ảo không phải ảo, mà linh khí cũng có như không, hình như là một mảnh hư thực kết hợp. Nơi này thường thường đều sẽ có trận pháp cùng cấm chế rất mạnh. Mọi người nâng tinh thần lên. Giới thần bị địa chi vực giới. Đừng có quậy nữa. Ngươi nhận được bao nhiêu lợi ích từ giới thần bị nhưng mà không lừa được ta. Nếu như không có phượng hoàng chân hỏa của ta cùng với đại địa tức nhuộn thì ngươi mấy ngàn năm cũng đừng nghĩ tới hóa hình. Tất cả mọi người đều ở trên một con thuyền, có phúc thì cùng hưởng, có họa thì cùng chịu. Mò nói cho ta biết, mảnh đất kết hợp hư thực này có phải là vạn cổ trường thanh thụ làm ra hay không? Có lẽ là như vậy. Khắp nơi đều là khí tức của hắn. Chẳng lẽ bản thể của hắn sắp tiêu vong sao? Sẽ không đâu. Tồn tại khổng lồ như vậy, chứ dù muốn tiêu vong thì cũng phải mấy ngàn năm trôi qua mới có thể. Trong khi đó, người khác thì cẩn thận một chút, bản thân lại không có ai ra gì, bắt đầu tu luyện lên, thật là tấu hại mà. Mặc dù thần thụ như là Tiểu Ngộ và Tiểu Thành, từ lúc khai thiên lập địa sẽ sùng sững trên mặt đất này, nhưng mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh ngã xuống. Từ xưa tới nay, ai có thể vĩnh hằng bất diệt? Bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm, trê già mắng mọc, hướng về điểm cuối vào đạo. Con đường thần đạo cuối cùng cũng có mấy người thành thần. Hả? Có chuyện gì vậy? Khoảng khắc vừa rồi không ngờ là xuất hiện thần. Người vừa mới sinh ra tâm ma. Tâm ma? Tâm ma làm sao có ma khí thực thể xuất hiện? Lại có liên quan tới ma thiền chi giáp hay không? Dù sao thì huyền khí và ma khí liền chia ra, ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa chiến giáp kia là một trong năm kiện khí trấn áp đĩa cả. Bộ dáng đĩa cả giống như là ma trong truyền thuyết. Loại ma khí này cũng không mạnh so với xuất hiện trên người đĩa cả. Cùng với thiên đăng sượng mạch kiếp trước nhìn thấy thì có khác biệt rất lớn. Ma khí trên chiến giáp này tựa như là một loại sức mạnh mà thôi. Mà loại ma khí kia dường như là có thể ăn mòn tất cả, khiến cho người ta rơi vào thảm họa vạn kiếp. Ngôi ngàn vạn lần không nên kinh thường tâm ma kia. Hơn nữa vừa rồi xuất hiện mạnh mối khiến cho ta cảm thấy cực kỳ không ổn. Mà thiền chiến giáp kia lại có thể dùng được bao nhiêu thì dùng. Trên người ta lại có Đông Hải Nguyệt Minh Châu,
Huống hồ ta còn có minh nguyệt thần thể. Nguyên bản án lại có thể tinh lọc hết thảy năng lượng tà ma tiêu cực bất xa mới đúng. Mà lại còn có ma khí phóng sinh. Có thể thấy được rằng ma khí cường đại như thế nào. Mọi người có nhận ra rằng chúng ta dường như đang xoay quanh tại chỗ cũ không? Hả? Sao lại như thế? Sao người lại nghĩ như vậy? Vừa đi ngang qua, ta đã cảm ứng giữa ta và thuyền lạc á càng lúc càng mạnh. Nhưng mà khoảng thời gian gần đây, cái loại cảm ứng này vẫn duy trì ở khoảng cách nhất định. Tuy rằng chúng ta cũng không ngừng đi tới, nhưng mà cảm giác khoảng cách này vẫn không có gì thay đổi. Cái này nhìn nửa ngày thì cũng nhìn không ra bất kỳ một môn đạo nào. Chúng ta thực sự là xoay quanh tại chỗ. Cái này phiền tối rồi. Sao ngươi biết được? Tìm thấy vật tham khảo chưa?